vô đây nghỉ xíu nha. Vô đi anh, em chịu anh tới bến. Bạn bè xung quanh cứ thế lần lượt cách xa, chuẩn và ra xa. Về đây chết với tôi. Đi mua đồ sáng còn tí mà giờ chưa về nữa. Chuyện tính nét người tình, để không hối tiếc cứ ngồi mà khóc dần dần. Đành chịu hy sinh cùng cố lê đời người có. Ngày xưa nói chiều mình tới bến, mà giờ bắt đi mua đồ sáng. Có gì đó nó sai sai ở đây ta. Ngày xưa em nói lấy em đi em chưa tới bên, quan tâm chăm sóc tình giấc ngủ cho đến miếng ăn. Vậy mà hôm nay đi mua đồ sáng giờ mới về đây tao hả? Anh chỉ muốn ngủ thêm xíu mà. Ngủ gì mà ngủ, đi vô. Đi ha, đau em. Đi vô. Biết mấy buổi sinh em nói lời em ái anh thấy rất về. Vậy mà hôm nay nữa như sư từ Hà Đông, đời anh thôi hết chấm dứt cuộc đời tự do. Chọn vợ ra sao tất cả là do mình, đừng vì thay sinh coi chừng chết bất thình lình. Tiền tiêu mỗi tháng cứ bị vợ bớt dần dần, bạn bè xung quanh cứ thế lần lượt cách xa. Chọn vợ ra sao tất cả là ở do mình, đừng vì thấy sinh quên chuyện tính nét người tình. Để không hối tiếc cứ ngồi mà khóc dần dần, đành chịu hy sinh cùng cố lê đời người con. Chọn vợ ra sao tất cả là ở do mình, đừng vì thấy sinh coi chừng chết bất thình lình. Tiền tiêu mỗi tháng cứ bị vợ bớt dần dần, bạn bè xung quanh cứ thế lần lượt cách xa. Chọn vợ ra sao tất cả là ở do mình, đừng vì thấy sinh quên chuyện tính nét người tình. Để không hối tiếc cứ ngồi mà khóc dần dần, đành chịu hy sinh cùng cố lấy đời người con. Cô em à, ủa sao có nhiêu đây vậy? Thì tháng này công ty làm ăn không có được, đâu có tiền thưởng đâu. Thôi được, thôi anh đi tắm đi ha. Có tiền đi xuất binh rồi. Toàn là tin nhắn, bán sim không. Chả có gì hết. Gì đi chơi. Được lắm. Dám giấu mà. Tắm xong đi ha, vô đây biết về tôi.
quán đi. 2 tuần rồi đó. Dạ, sắp đi chơi rồi. Thôi hả, 2 tuần rồi. 2 tuần cái gì mà 2 tuần? Bé đèn đỏ. Ủa, nhớ hôm nay đâu tới ngày rồi ta. Đỏ là đỏ luôn cái. Thì biết áo đỏ rồi. Chà, không được thiệt hả? Chính ra đi, kẻ lên rồi nè. Ok. Đau quá. Sốt rồi. Không biết giờ ăn làm cái gì nữa. Mệt quá. Ông xã vậy kìa. Kệ ông đi, gọi hoài. Ông xã gọi kìa. Kệ ông đi, gọi hoài. Mất hứng. Em hứng hờ vậy? Không, không có gì em. À, anh có công chuyện đi gấp rồi. Có gì hẹn gặp em sau nha. Bye bye anh. Alo. Em nghe nè. Em biết mà. Giờ em tới với anh Điền nè. Anh đợi em xíu nha. Mua. Chào anh. Chào em. Ngừng lại. Gì vậy em? Anh nghĩ sao anh đưa tôi vô đây vậy? Thì vô nghỉ xíu. Anh nghĩ sao vậy? Đồ đê tiện. Em. Bao lâu rồi em hỡi, và ta hiểu nhau được nhiều chưa hỡi người. Mà chẳng thể sống thiếu em có hiểu không em, những khát vọng trong anh mong có em. Rồi có bao đêm anh vẫn ngồi suy nghĩ, về em, về anh, về tình yêu đôi mình. Mình cần phải cưới nhau thôi, suy nghĩ nhiều chi nữa. Suốt một đời anh hứa yêu mỗi em thôi. Người yêu ơi ta cưới nhau nhé, để kết thúc bao ngày đợi mong. Vì đời anh chẳng phải xa em rồi. Vì có ta cứ mãi lo lắng, để gian khó tương lai đổi.
Anh ngồi dậy ăn cháo cho khỏe nè anh. Em múc cháo cho anh ăn nha. Anh ăn miếng nữa đi cho khỏe. Vậy thôi anh nằm nghỉ đi. Ủa ông xã làm về rồi hả? Ừ. Ông xã có mệt không? Em rót nước cho anh uống nha. Nước nè anh. Ừ. Anh có đói bụng không? Em dọn cơm ăn nha. Có em. Chào mừng quý vị, chúng ta đã trở lại với chương trình Hôn Nhân Gia Đình của kênh nhạc sĩ Nguyễn Hậu TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một người mà rất là nổi tiếng, mà trong suốt thời gian qua báo đài ca ngợi anh rất là nhiều. Đó, hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ anh tại căn nhà riêng của anh. Đó là nam ca sĩ Vương Bảo Khang. Xin chào Bảo Khang. Dạ em chào anh Duy Nguyễn. Mời anh ngồi. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Hôn Nhân và Gia Đình trên kênh nhạc sĩ Nguyễn Hậu TV. Hôm nay Khang rất là vinh dự được kênh nhạc sĩ Nguyễn Hậu TV đến thăm nhà, cũng như là cho Khang chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống và gia đình của mình. À Khang này, theo như Duy được biết á, là Khang là một người chồng, một người cha rất là mẫu mực, mà trong suốt thời gian qua báo đài ca ngợi rất là nhiều, nhưng mà Duy chưa được gặp ngoài đời. Nhưng hôm nay Duy trực tiếp gặp Bảo Khang ngoài đời, thì dạ có một câu mà của khán giả được gửi đến cho Khang. Khang có sẵn sàng trả lời không ạ? Dạ anh cứ hỏi đi ạ. À, câu hỏi thì nói như thế này. Anh Bảo Khang ơi, anh có thể nào cho tụi em biết được rằng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là ai? Đó chính là bà xã của Khang. Bà xã của Khang? Ồ Khang này, tại sao Khang không chọn bạn bè hoặc là người thân trong gia đình của mình mà Khang lại chọn bà xã? Đối với bạn bè, chúng ta có thể gặp nhau cà phê cà pháo, làm vài bát cháo, sau đó ai cũng có cuộc sống riêng của họ. Cho nên Khang chọn bà xã của Khang. Nếu như vậy thì tại sao Khang không chọn cha mẹ mình, trong khi cái ý kiến nó rất là trái ngược? Nếu như Khang không chọn cha mẹ mình, có một cái sự gì đó không hiếu thảo? Câu hỏi này thì Khang cũng đã nhận được nhiều câu hỏi rồi. Nhưng mà đối với bất cứ cha mẹ nào cũng vậy, đều mong muốn người con của mình thể thật khỏe mạnh, khôn lớn và trưởng thành, sống có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, cũng như là trách nhiệm với xã hội. Vì một ngày nào đó cha mẹ cũng sẽ rời xa ta mãi mãi, cho nên Khang chọn bà xã Khang. Nếu như vậy tại sao Khang không chọn con mình? Đối với con cái thì chúng trưởng thành và lập gia đình, sau đó thì cũng sẽ ra ở riêng. Lúc đó thì bên cạnh ta chỉ còn bà xã ta thôi, cho nên Khang chọn bà xã. Những câu trả lời của Vương Bảo Khang rất là hay đúng không các bạn? Và chắc có lẽ khi mà nghe những lời tâm sự của Vương Bảo Khang như vậy, chắc có lẽ là tối nay Duy sẽ về đưa chén cho vợ Duy qua. Anh nên làm như vậy. Chúng ta nên trân trọng người bạn đời của mình, cũng giống như là chúng ta đang trân trọng cuộc sống của chính mình. Và chúng ta nên dành thời gian cho họ và quan tâm họ nhiều hơn. Đó là cuộc sống và hạnh phúc đến suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nên trân trọng nó. Vương Bảo Khang này, cũng xin cảm ơn ca sĩ Vương Bảo Khang rất là nhiều. Thì Bảo Khang đã dành thời gian cho chương trình của kênh nhạc sĩ Nguyễn Hậu TV. Thì hôm nay thì tâm sự đến đây, thì Khang có còn muốn nhắn gửi điều gì đến khán giả không ạ?
Xin cảm ơn MC Duy Nguyễn cũng như cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho Khang chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống hôn nhân và gia đình của mình. Và điều cuối cùng Khang muốn nhắn gửi đến những ông chồng là sau khi xem chương trình này, hãy vào bếp làm một bữa cơm thật ngon để làm cho bà vợ của mình thật hạnh phúc thêm nhé. Duy Nguyễn và Bảo Khang xin cảm ơn khán thính giả đang xem kênh của nhạc sĩ Kiền Hậu TV rất là nhiều. Và hẹn quý vị lần sau. Xin chào. Để anh phụ em dọn cơm nha. Dạ. Sao anh nhìn em dữ vậy? Anh xin lỗi. Suốt thời gian qua anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em. Thôi, chiều mai anh đi làm về, em đừng có nấu cơm. Hai dạ. Vợ chồng mình đi ăn nhà hàng nha. Ok. À quên nữa. Dạ. Lát nữa ăn xong để anh rửa chén cho. Cảm ơn ông xã. Người ơi ta cưới nhau nhé, để kết thúc bao ngày đợi mong. Vì đời anh chán phải xa em rồi. Vì có những đêm nhớ mà em hơi xa quá anh không... Sao nhìn anh thất thần vậy? Bộ anh bị mệt trong người hả? Không, không có gì em. Tương lai đôi mình, vì tương lai chưa đến nơi người. Hãy sống cho phút này, hạnh phúc sẽ đến gần. Mình cưới nhau thôi người ơi. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, mình bên nhau đi qua khó khăn. Cảm ơn em đã nghe những lời giới thiệu về anh. Và anh cũng rất là vui khi nghe em nói về mình. Dạ không có gì đâu anh. Anh muốn chúng ta dành cho nhau nhiều thời gian hơn để có thể tìm hiểu một cách nghiêm túc, được không em? Dạ. Hãy sống cho phút này hạnh phúc. Ngày mai vợ phải đi công tác rồi á. Em đi công tác mấy ngày? Em đi 2 ngày, anh ở nhà ngoan nha. Em đừng lo, anh là người chồng chuẩn mực đó mà. Thầy, tin chồng. Bây giờ đi tắm nha. Ok. Đã nghe. Đi đi. Vợ anh đi công tác 2 ngày. Ủa giờ anh đi công tác nữa hả? Hẹn em chỗ cũ nha. Dạ em biết rồi. Ok. Chồng hả? Anh nghe vậy? Mai vợ chuẩn bị đi công tác rồi. Ủa em đi công tác hả? Ít bữa giờ mới về. Mẹ em đi vui vẻ nha. Rồi. Dạ anh đi công tác rồi. Mình hẹn nhau đi chơi nha.
anh. Ừ, vậy hẹn gặp em ở chỗ cũ nha. Hẹn gặp anh nha. Dạ, dạ. Ok. Anh ơi. Ừ? Mai anh phải có chuyện đi công tác đó nha. Đi công tác gì đi hoài vậy? Thì có chuyện thì phải đi chứ, công ty kêu mà. Anh phải hiểu cho em chứ. Trời ơi, nhà trong con. Thì anh ở nhà trong giùm em đi. Con chung mà. Được rồi. Em đi á nha. Em chuẩn bị đồ đi đây. Em nghe nè, ngày mai mình gặp nha. Không được rồi. Ngày mai vợ của anh đi công tác, anh phải nhà giữ con nữa. Con của anh hả? Thông cảm cho anh nha. Rồi sao con giận nè? Em biết rồi. Rồi ok, xíu đợi nè. Mình cũng đâu có là cái gì đâu. Cuối cùng chồng mình vẫn là nhất. Sếp em mới gọi điện nói là không cần giải quyết việc đó nữa. Em ở nhà với chồng. Em ở nhà. Anh nè. Nếu như mà em có làm việc có lỗi với anh đó, anh có tha lỗi với em không? Có chứ. Bản thân ai chẳng có một lần sai. Bản thân anh cũng. Cuối cùng, vợ mình vẫn là nhất. Một vợ một chồng thôi nha. Chặn thôi, tình cảm chút. Cuối cùng, vợ mình vẫn là nhất. Một vợ một chồng thôi nha. Ok. Nhìn chặn thôi. Này. Chặn thôi, chặn thôi. Vợ mình vẫn là nhất. Một vợ một chồng thôi nha. Ok. Anh gì? Thoại. Anh bấm điện thoại nói chuyện gì? Ngày mai á, giờ phải đi công tác rồi á. Hả? Anh đi mấy ngày? Anh đi 2 ngày, anh ở nhà nhóm quen nghe chưa? Ừ, anh là người thanh niên ngoan nhất của năm. Thanh niên ngoan hả? Có phải chồng ngoan không? Người chồng chuẩn mực của năm. Em tin chồng. Chạy nha, đáng phải là chết với tôi đó. Bây giờ đi tắm nha. Ok. Đánh đợi. Diễn.
anh. Anh bỏ điện thoại xuống rồi. Gì? Ngày mai á, vợ đi công tác rồi đó. Em đi mấy ngày? Em đi 2 ngày, anh ở nhà với em nha. Em cứ lo, anh là người chồng chuẩn mực của năm. Anh chồng em... Ai? Anh bỏ điện thoại xuống coi. Gì? Ngày mai á, vợ đi công tác rồi đó. Em không thấy. Anh bỏ điện thoại xuống coi. Gì? Ngày mai á, vợ phải đi công tác rồi á. Anh đi công tác? Ừ. Đi mấy ngày? Vợ đi 2 ngày. Anh ở nhà ngoan nha. Em đừng lo, anh là người chồng chuẩn mực cỡ năng mà. Anh chồng. Nhìn. Lại đi, lại đi, kia lại, lại chạy. Yến. Dạ. À, em nghe. Dạ, dạ rồi. Dạ anh. À. Ok, ok, em biết rồi, Ok, hẹn gặp anh nhé. Vô luôn. Máy chạy, Yến. Dạ. Em nghe nè. Dạ. Dạ anh. Dạ. Ok, hẹn gặp anh nhé. Rồi. Rồi. Máy chạy. Hôm nay vợ anh không có nhà. Mình về chơi xếp hình đi. Giá như anh ở đây bên cạnh em phút giây này. Đợi anh xíu nha. Giờ anh không có nhà, giặt giùm anh cáo đi. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên nào, quẩy lên. Bao nhiêu lâu ta không đập lô, bao nhiêu lâu ta không đánh lô. Khi ăn lô anh vui làm sao, vậy mà lại chẳng được bao lâu. Sao bên em anh luôn cố giấu, rồi rình rình phi vào quán lô. Hai đôi ta nên được với nhau, vì tình yêu lô đề. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Đời bạc giang lắm phút vàng. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Tay không trắng tay lại về không. Em ơi, anh muốn. Anh muốn gì? Em ơi, anh muốn mà. Anh muốn gì nè? Anh muốn đi toilet. Hả? Ồ. Đi. Ơ, hai anh bay mấy gái vừa thôi. Mày thích cô ấy hả? Không, em thích cái đầm của cô ấy cơ. Hả? À, ngực, thích ngực. Thì ra, chơi từ đó tới giờ, bây giờ hai thằng bay, tao mới biết bóng. Tới chưa? Tao tới rồi nè. Tao bốc được trái cao rồi nè. Hả?
Không phải, ai ao. Tao bé nha. Không phải, ai ao. Để tao bé. Không phải. Chị ơi. Sao em? Lấy em 5 lạng mỡ đi chị. Em muốn mỡ gì? À đây nè. Chị không có bán mỡ đó. Thế chị bán mỡ gì? Đầu năm tới giờ làm ăn sao rồi mày? Lúc này làm ăn chán lắm. Thu lỗ hoài chán lắm. Chán thua kia. Em cũng thế, không được gì cả. Tôi nghèo nên người bỏ ra đi. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Nghèo tội gì đâu mà em nỡ nói câu từ ly. Nghèo cái gì mà nghèo, suốt ngày ngồi đây mà than thở. Muốn giàu tao phải lao động chứ. Kinh doanh giống như tôi vậy này, đúng không? Thế anh kinh doanh cái gì? Em bán vé số má. Không cần biết em ngày sau, ta yêu em bằng bình an đêm dòng. Ta yêu em. Vì một người đi vắng, sẽ không quay trở về. Alo. À, anh có đọc cái tin nhắn mà em bán sim gửi trên Facebook của anh á. Bây giờ em lấy cho anh 10 cái sim nha. Giao tới số D8-6 khu phố 3, Tứ Hiệp, quận 12. Ừ, khi nào tới em? Nửa tiếng hả? Dạ ok ok, anh đợi. Anh ơi, lấy cho sim. Ok, để anh xíu. Sim hả? Tối ngày sim ship. Cho mày sim. Dạ con chào chú, chân chú Sào bị đi khập khảnh nè. Vết thương của 20 năm trước ấy, chân con sao giờ? Sức chó cách đây 20 mét chú. À. Có điện thoại kìa, dân chơi. Alo, tới chưa? Tớ sắp tới rồi, mày ngồi ở đâu? À, ta đang ngồi bên cái cây kế bên hồ nước cạnh bên cái lù á. Mười năm không gặp, mày có nhớ tao không? Nhớ chứ, trong lớp tao nhớ chỉ có mình mày nhắc á. Mà sao, mười năm không gặp tưởng mày ốm nhác. Mà có ngờ đâu mày mập như con heo. Cái gì vậy? Quá đáng mà. Mày có thấy con heo nào mập như tao không? Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng bình an đêm dòng. Ta yêu em. Vì một người đi mà sẽ không quay trở về. Thằng này nó đi đâu mà nó bó mình đợi nãy giờ, mình dưới quê mới lên nữa chứ. Ơi mệt quá. Mày đi đâu nãy giờ? Đi mua nước uống. Nước gì ạ? Nước này tốt cho sức khỏe, đi mệt mệt uống. Để tao uống. Ê ê, cái này lắc đều trước khi uống. Lắc đều hả? Ừ. Để tao lắc. Mày làm gì vậy? Tao lắc đều trước khi uống. Bà nội lắc cái này nè.
Em muốn gì em? Quán mình có Coca không chị? Có em. Pepsi? Cũng có. Sprite thì sao nhỉ? Có luôn. Vậy còn sữa tươi? Có luôn. Thôi, cho năm vừa qua nha. Có cái đồ uống không mà cũng không biết mình uống gì hết á. Quỷ sứ, giới tính của tôi còn chưa. Anh, cái bếp ga nhà mình hư rồi, em không có nấu đồ ăn sáng cho em được. Anh ăn ngoài nha. Không sao đâu em. À nói. Sao em? Chiều về em sửa nha. Ờ em hay nhỉ. Anh có phải thợ sửa bếp ga á? Em nhờ ai sửa đi. Thôi em đi làm đi. Gì? Ông nước nhà mình hư rồi, bà sửa cho em đi. Em kêu thợ lại sửa đi. Anh mới phải thợ sửa ống nước đâu mà cứ kêu hoài. Anh sửa hoài đó thôi. Em phiền quá, đang đọc Doraemon hay. Trời ơi, muốn biết trẻ con. Doraemon. Lèm bèm. Anh, cái bàn nhà mình nó hư rồi. Chịu làm về cho Nguyên đi về đóng nha. Em hay vậy. Anh đâu phải thợ mộc đâu mà cứ kêu anh sửa. Đêm nào anh cũng bảo em biết mà. Anh nói chị phải thợ. Ờ hay. Cái đó thì anh bảo giỏi. Chứ cái này á, em kêu thợ về sửa đi. Suốt ngày phiền phức sửa này sửa kia. Bảo cái kia thì giỏi lắm. Còn cái này là biết. Cho một cái cho con. Chắc ha. Em kêu thợ về sửa hả? Không. Chứ em kêu ai? Em chờ ông hàng xóm. Ê, ông lấy em bao nhiêu tiền? Có tiền đâu. Chứ sao? Ông nói trả công giống. Một là lá trong cái áo. Hai là để giống ôm cái. Thì chắc là em phá trong cái áo rồi hả? Ôi em hay à. Em không phải là thợ may. Các bạn ạ, mình phải biết san sẻ công việc nhà với vợ. Nếu mà công việc nhà có cái gì hư á, đừng để vợ kêu nha. Vợ mà kêu hàng xóm là mệt. Thà là mình kêu, nhớ nha. Em đi, em là về nhà mệt. Nhờ ai đó khác đi, không phải là anh. Hãy nhờ ai đó khác đi mà xa cho em. Hãy nhờ ai đó khác đi. Không. Thôi bỏ đi. Bỏ hát đi. Em biết rồi. Ủa lạ vậy ta. Mỗi lần kêu mình lần thứ ba mình sẽ mát xa cho, mà bây giờ mới hai lần đâu mất tích. Vợ mình bữa nay khó hiểu nha. Giường rung dữ vậy. Ơ à, mày hát nào mà bóng em bóng. Ờ không phải bóng em đứt à, em đứt. Mày qua nào đứt? Dạ em mới qua chị đưa em qua xong mất tích.
Rồi công việc massage của mày ở spa sao rồi? À, thì nói chung là bây giờ em học nâng cao cho nên là em massage tốt lắm. Để anh ngồi đó em tiếp tục. Tao tập mày nữa bây giờ chứ massage. Chỉ kêu em qua mà. Thôi, để bà đi. Tao với mày ha, hai anh em lâu ngày mới gặp. Ra làm vài trái. Ờ, em cũng định đó vậy. Thôi đi anh, đi. Em, chị kêu em hả? Dạ em thích trai hơn chị. Đúng là đàn ông mà. Chào chị. Ủa chị. Anh Sang. À, công ty cử em đến đây là thật không biết chị. Ờ, hàng xóm em mà biết là chưa kêu anh luôn chứ em. Đỡ phải qua trung gian. Dạ không sao chị. À, chị có xin chỗ nào chị đến làm việc. À, tôi mở cửa đó anh lên xin. Rồi mua sơn về làm nha. Dạ rồi. Dạ. Dạ. À, chị ơi, em làm xong rồi ấy. À, cảm ơn anh nha. Dạ. Có gì tiền tôi sẽ gửi qua công ty nha. Được rồi, ok chị ạ. À, anh. Dạ. Tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp có được không? Nhưng mà anh phải giữ bí mật với chồng tôi. Có chuyện gì mà quan trọng ý chị? Mà anh có đồng ý giúp không? Dạ dạ. Vậy thì lên phòng ngủ của tôi nha. Sao chị? Anh biết rồi đấy. Chồng tôi là một người luôn nhường về sức khỏe. Vậy nên những việc như thế này anh ấy không làm được đâu. Anh nhìn thấy không? Kia là chiếc giường. Ở đây chỉ có anh là đàn ông, còn tôi là phụ nữ. Vậy nên tôi nghĩ cái việc này rất phù hợp với anh. Dạ dạ, này em làm được á. Được. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã nghĩ việc này rất là phù hợp với anh rồi. Dạ, này được, em làm được, em khỏe. Khỏe lắm. Vậy nên anh có thể giúp tôi khi chiếc giường này lên tầng 3 được không? Hả? Thôi, em bận rồi chị ơi. Anh Khang. Lại thêm một người là nó bất lực. Chị có nghĩ là chị có một cái thân hình gợi cảm và sexy lắm. Chào chị. Tại này nè. Tại gì đó đây? Thì tôi biết tôi đẹp rồi. Thôi đi về đi, về đi. Làm gì em? Em ra em mở cửa rồi nó hỏi em là em có nghĩ có một thân hình đẹp và quyến rũ không? Rồi sao nữa? Em xinh, em đâu thèm nói gì đâu. Em đi vô luôn. Mà ngày nào cũng vậy đó. Có lúc anh đi làm là không tới à. Em sợ quá. Nhiều khi bạn bè em nó tới em không dám mở cửa luôn, em sợ chán. Thôi được rồi, mai em sẽ nghỉ làm một ngày. Em cứ ra mở cửa đi.
Anh mà gặp nó biết tay với anh. Dám chọc ghẹo vợ tao hả? Mày tới số rồi. Em chào chị. Lại anh nha. À, thật sự từ ngày hôm nay em tới đây thì chỉ muốn hỏi với chị là chị có thấy tự tin về cái thân thể của mình rất là sexy và gợi cảm không? Tôi biết điều đó. Rồi sao nữa? Tốt, nếu mà chị biết điều đó thì phiền chị về nói với anh nhà là chịu khó ăn đồ nhà đi. Đừng có qua nhà tôi mà dè dãn vợ tôi nữa ha. Chào chị. Em ngon lắm. Em ăn chỗ nhà với em. Anh đi rồi. Khỏe mày? Sao vô nhà tao không mở cửa mày? Cái nhà gì mà để cái cửa trống lóc rồi tao vô chứ sao? Ủa vậy hả? Ờ. Mà lâu quá. Mới qua thăm tao là sao? Tại vì bữa giờ tao bận công việc nhiều quá nên là không có qua thăm mày được. Bữa nay rảnh mới chạy qua nè. Mà cũng hay nha. Nhờ cái chuyện hôm bữa tao với mày mới thân tới bây giờ. Mà cái chuyện đó thì tao cũng thấy nó ngại ngại thì sao á. Kỳ, có lỗi với mày quá. Tao mới là người có lỗi. Mà nhờ mày á, tao mới cảm thấy thương vợ tao nhiều hơn. Vợ tao đâu dám làm gì có lỗi nữa đâu. Vợ mày là giờ nhất rồi, bởi vậy tao thấy giờ nó thương mày quá cho nên nó chăm lo cho kìa. Ờ, chứ đừng thấy mày như con heo hả. Thì đó, vợ tao mới ha, vô làm công ty bột mì. Còn tao yêu thương chăm sóc. Xong rồi trả công cho tao bằng tinh bột không mà. Còn trả công bằng sản phẩm hả? Ờ, ăn bởi ăn tinh bột nhiều nó mập là phải rồi. Thì đúng rồi. Còn mày hả, dạo này thấy mày ốm như cây cục điện mà. Thì nói chung là cũng yêu thương vợ. Vợ cũng chăm sóc tốt lắm. Nhưng mà vợ tao nó không giống như vợ mày. Nó cũng trả tao bằng sản phẩm đó. Mà sản phẩm của tao ăn không được. Bởi vì tao ốm. Sản phẩm gì mà ăn không được? Bao su. Ăn không thấy cho anh hợp. Thôi cho tao xin. Mày ăn cái đó nhiều là mắc sức lắm à. Bởi vậy tao cũng biết. Anh thích bất ngờ lắm á. Nói anh tới nha. Ờ à, rồi ok. Vậy tí nữa anh qua nha. Tới nhanh đó. Ừ, em nhớ lắm đó. Rồi tí nữa anh qua. Ừ. Anh mới tới. Hôm nay em muốn cho anh một bất ngờ. Ý anh khoái bất ngờ đó, dù gì. Em bị mắt lại nha. Ủa bị mắt nữa, khoái, anh khoái bất ngờ lắm. Hôm nay lạ quá ta. Rồi giờ, ê khoái, còn xe. Có người giữ.
Đâu. Rồi. Anh vào xuống đây ha. Vào đây hả? Rồi. Em có điện thoại rồi, em đi đây kia xíu nha. Rồi, em đi nhanh lên nha. Thôi, để khi khác đi, hôm nay sinh nhật của người yêu tao mà. Hôm nay á, tao nhất ảnh tới chờ sự mặt hai của em của tao. Thì nó ở bên biển mới về, nó muốn xem mặt anh rể nó đó mà. Mấy năm trời nó chê tôi ế, bữa nay tôi có người yêu lên mất nó hết hồn luôn. Vậy thôi nha, đừng giận tôi nha. Để xem nào đi. Bye. Anh, nãy giờ sao rồi? Nãy giờ ngồi chờ em nè, trời có người gì nó nóng quá đi ha. Thưa chị Anh, đây là hai đứa em của em, từ bên Mỹ về đó. Nó muốn gặp anh dễ lắm luôn á. Điều của chị đó hả? Điều của chị đó hả?